Rồi em chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ mua cái cặp loa này Tannoy Stealing này, có giá 220.000 yên tại Nhật mọi người nhé. Con này rất là đẹp luôn, có chìa khóa. Ở đây họ nhân viên họ không biết đấy, họ ghi là không có, nhưng mà cái anh chủ cửa hàng anh đến anh tìm thì là có chìa khóa. Kuremo kudasai. Kuremo. Kore. Đấy, anh này anh đang rất là thích, gọi là khi mà em mua ở đây ấy, anh ấy lấy cho em cả cái cặp kèn này, em lấy cái cặp chép kèn này JBL này, giá 110.000 yên này. Đấy, nó có cả củ kèn phía sau nhá, cả nam châm đấy, và cái chỗ này hai cái loa của Mỹ này với cả cái đầu băng cối của TX, băng cối có cả băng luôn mọi người nhé, có cả băng luôn trong. Đây, cặp loa của Mỹ đây, cực kỳ đẹp mọi người nhé. Đây, bằng cối sản xuất ở Nhật, Made in Japan, hình thức rất đẹp nha mọi người nhé, có nguyên lắp luôn, nguyên lắp luôn. Đây, ô mới. Ô năng năng cỏ đây mà nè, cái cổ pair à. Bây giờ anh ấy bê loa xuống. Đây, đây có cái Martin Tok, cái này giá của nó đây mọi người, cái này là pre-amply mọi người nhá, cái này C22 117V, đấy, giá của nó là 440.000 yên. Còn trên này là hai cái Enekit, Enekit Tu 870 và Tu 876 CD, hai cái này giá rất rẻ. Em sẽ xem, lát em sẽ xem kỹ cái Martin Tok này mọi người nhé. Ok ạ, anh ấy lấy xong này. Rất là nặng, cặp loa đẹp và đẹp luôn mọi người nhé. Ok, cái hộp của cái chép kèn đây mọi người, em muốn bán về Việt Nam rất nhiều mặt hàng nhé mọi người nhé, cả đồng hồ rồi là các cái mặt hàng khác, anh chị nào xem thì sẽ biết rồi. Đây là cái máy chơi game, máy lái xe mọi người, game lái xe, em không rõ mấy cái này, giá khoảng 7.300.000 yên, 33.000 yên. Hàng sắp đóng cửa mọi người, cửa hàng sắp đóng cửa rồi. Đây cái loa em lấy đây, cái cặp này là sản xuất ở Mỹ mọi người nhé. Đây USA đây mọi người. Cặp này em lấy cho một anh ở Hà Nội mọi người nhé. Còn hình thức vô cùng đẹp luôn, hình thức vô cùng đẹp, nhìn nó lạ lạ. Sơ. Quay cửa sai. Còn nguyên hộp luôn mọi người ạ, rất là cổ rồi.